Unit 87 nha các bạn. A. The man is holding a backpack. Đang giữ một cái ba lô. B. He is carrying a suitcase. Đang cầm một cái vali. C. He is holding a box. Đang cầm một cái hộp. D. The man is carrying a briefcase. À, đang cầm một cái briefcase chính xác luôn á. Briefcase chính xác luôn á. Này gọi là briefcase nè các bạn. Câu D. Briefcase, suitcase tức là một cái vali hành lý, còn briefcase tức là một cái vali mà đựng tài liệu. À, này là đựng đồ, suit là đồ nè, brief là tài liệu, đựng tài liệu. A. The woman is giving a presentation. B. Cô này đang trình diễn, trình chiếu một cái gì đó. E. The woman is drawing a picture. Đang C. vẽ một hình. She is changing clothes. D. Đang thay đồ. Nhanh thế. She is serving food. Đang phục vụ thức ăn. Thì nghiêng về câu A ha. Nghiêng về câu A. Cô ấy đang trình bày một cái gì đó. Presentation là một cái bài trình chiếu. A. The man is in a sports stadium. Đang ở một cái sân bay, một cái sân vận động thể thao. B. He is near an office building. Ở gần một cái tòa nhà office các bạn. Office là văn phòng. C. He is on a farm. D. Đang ở trên cánh đồng. He is in a city. Đang trong thành phố. Câu C đảm bảo 100% luôn. A. The man is reading the paper. Đang đọc một B. giấy. He is reading a book. Đang đọc C. sách. The man is exercising. Đang tập thể D. dục. He is eating lunch. Đang ăn trưa. Rồi, nghiêng về câu A hơn. Đang đọc báo paper. Còn cái này là đọc quyển sách. Hai câu này là hoàn toàn sai. Nghiêng về câu A, đọc tờ giấy. Tờ giấy thì có thể là tờ báo. A. He is a police officer. Ông này là một cảnh sát. B. Có thể. He is a doctor. Là bác sĩ. C. He is a firefighter. Firefighter tức là lính cứu hỏa. D. He is a teacher. Giáo viên, không đúng. À, rồi. Có thể cảnh sát hoặc là firefighter. Có thể xe này là xe lính cứu hỏa. Tôi nghiêng về lính cứu hỏa nhiều hơn của C. Gần như 90% chắc lính cứu hỏa. A. Những chỗ đang The children are waiting to get on the bus. Đang chờ để lên xe buýt. Có thể ha. B. The kids are eating lunch. Đang ăn trưa. C. A girl is getting off the bus. Một cô gái đang đi ra khỏi xe buýt. D. The bus is stuck in traffic. Xe buýt thì bị kẹt xe. Câu A đã chắc ăn rồi. Đang chờ để lên xe. A. The telescope is being used. Cái telescope nó đang được sử dụng. B. The weather is not good. Thời tiết thì không có tốt lắm. C. The view looks out on a park. Cái này thì dường như là đang ở cái D. công viên gì đó. This is used to see things far away. Cái này để sử dụng nhìn những cái thứ mà ở xa. Tôi cũng chả biết cái này là gì, giống cái ống nhòm quá. Ống nhòm quá. Có thể ha. Cái này dùng để nhìn những thứ ở xa hả? Tôi không biết ha. Tôi chọn thử câu D thử coi. Oh. Telescope là gì ta? Sạch cái telescope nha. Telescope là kính viễn vọng, kính thiên văn các bạn. Mấy cái kính thiên văn thì nó phải như gì, nó dài lắm. Càng bự càng dài, A. nhìn càng xa. There are two people on the balcony. Có hai người trên ban công. B. The flowers are around the room. Bông hoa thì rao room. C. Trong căn phòng. There are flowers on the balcony. Chính xác, có hoa ở trên ban công. D. The hotel has few guests. Have few guests. Không hiểu. Nhưng mà câu C thì chắc ăn đúng rồi. Have few guests. À, cái khách sạn thì có vài vị khách. Nó có hoa ở xung quanh căn phòng. Chả liên quan ta. A. The woman is waiting for her luggage. Cô này đang chờ hành lý B. của cậu. Có thể. The woman is checking in her luggage. Đang gửi hành lý. C. The woman is walking with her luggage. Đang đi với hành lý. D.
của The luggage is next to the door. Cái hành lý thì kế bên cái cửa sổ. Chính xác là câu A nha. Người phụ nữ đang chờ cái hành lý của cô ấy. A. There are many tourists in front of the building. Rất là nhiều du khách. B. There are very few people in front of the building. Rất là ít du khách. C. The weather is hot and sunny. Thời tiết thì rất là nóng và D. có ánh nắng mặt the trời. People are dancing. Mọi người đang nhảy. Câu B chính xác nhất. Rồi, ok. Câu này, phần này thì mình làm được 100% luôn. Khá là tốt.